Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Học ngữ pháp cùng trung tâm MyPass. Hôm nay chúng ta hãy cùng ôn tập về cách phát âm đuôi ED nhé. Bài học hôm nay được chia thành 5 phần. Phần đầu tiên là cách phát âm đuôi ED với các từ kết thúc bởi âm T hoặc D. Thứ hai là cách phát âm đuôi ED với các trường hợp âm cuối cùng là các âm vô thanh. Trường hợp 3 là cách phát âm đuôi ED với trường hợp âm cuối là âm hữu thanh. Phần thứ 4 là các trường hợp ngoại lệ. Và cuối cùng là cách nhớ khác cho âm ED, hay nói cách khác là mẹo nhớ đuôi ED. Trường hợp đầu tiên, cách phát âm đuôi TH và D. Đối với các từ kết thúc bởi âm TH hoặc D, âm ED sẽ phát âm là id. Ví dụ, want thành wanted, need thành needed. Tiếp theo đến phần cách phát âm đuôi ED với các âm cuối là âm vô thanh. Các âm vô thanh ta sẽ phát âm đuôi ED là th. Ví dụ, âm p, hope thành hoped, f, love thành loved, s, miss thành missed, k, like thành liked, sh, wash thành washed, ch, watch thành watched. Phần thứ ba, cách phát âm đuôi ED với các trường hợp âm cuối là các âm hữu thanh, ta sẽ phát âm đuôi ED là D. Ta có ví dụ như sau. Với âm I, play thành played, W là W, allow thành allowed, climb thành climbed. Tuy nhiên, ta có các trường hợp ngoại lệ như sau. Với các trường hợp ngoại lệ này, ta sẽ không phát âm như quy tắc trước đó, tất cả sẽ phát âm âm ED thành it. Ví dụ, naked, the children were half naked, wicked, it was a wicked thing to do, ragged, the children were wearing dirty ragged clothes, wretched, my childhood was wretched, beloved, her beloved husband died last year. Cuối cùng, chúng ta cùng đến với các mẹo nhớ cách phát âm đuôi ED. Với trường hợp các âm vô thanh, ta sẽ phát âm đuôi ED là th. Các trường hợp đó là s, ch, sh, s, k, p và f. Ta có các câu như sau: sờ thành sáng, chờ thành chó, sờ thành sủa, sờ thành xôn xao, khờ thành khắp, phở thành phố, phở thành phường. Ta có cách nhớ cách phát âm đuôi ED thành chờ là sáng, chó, sủa, xôn xao, khắp phố phường. Với trường hợp đuôi th và d, ta sẽ phát âm đuôi ed thành id và mẹo nhớ như sau: th thành tốt, d thành đẹp, tốt đẹp. Bài học của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau của MyPass. See ya.